Em nặng. Wow. Ôm đẹp đi. Ôm đẹp. Ôm đẹp đâu không? Thì có nên kèm rồi đấy. Chẳng nghe mẹ lết. Đằng đó bắt lên lên rồi. Chưa có cái bầy cọ ứng rồi. Làm gì vào đây này? Đập vào đây này. Ném thò cây tấu à. Rồi treo đây. Đi luôn. Ở đâu bị đây rồi. Đi chăn bò cầm cái roi thật to mà không đi. Lấy cái roi ta chặt cái bò, bò đứng dậy đi luôn. À, rồi rồi. Đâu em sùm trâu người tại đó. Mỗi chơi là chụp ảnh cho con. Để em có thể đi sờ nha. Sờ chi chụp ảnh đi chân bò. Để dạp bây giờ á. Bố ta. Ê, để còn nhớ con vật rồi. Bố. Ê, kêu ta. Kêu. Kêu. Nhà bố đó. Lên 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 lên. Mua mà. Mua vào đây, lấy cho cái mua bò mà. Mua em lên đây. Một té. Đi chân bò cầm cái roi thật to bò. Rất hay, rất hay. Em này chú lấy ngay bông con đi mà chú lấy con đi. Yêu mông ăn bim bim à. Thú này. Ai ăn đây? Mùi thú. Ê, du này, du này. Ăn. Anh em đưa cho mày đi đâu đi phần nữa đâu. Bắp lại, bắp lại chó của anh đi. Con cho bác đây. Ơ đừng đẹp đó. Con này. Này mua ăn này, ngoảnh lên đây tí này. Con kia báo. Đây. Báo. 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 Báo.
cái tay này xuống. Con nhớ thầy ngươi mời ăn lại. Con đi lại rồi. Em ba đang cư. Nhanh nhanh nhanh. Tôi mới sủa được đi đang lên. Lên đây nào. Nó mất một móng tay. Chờ chứ. Có bông con xuống. Gầy như. Anh chủ sáng đây là ngơ một bên này. Bông con xuống. Ôi. Vài ngày đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.